Rồi, chào cả nhà nha. Út Thu mới làm về nè. Bữa nay Út Thu làm món cá thu sốt cà. Mẹ mình đang rửa chén. Ba mình nãy bọc ổi vô rồi có chú hàng xóm đối diện xong. Hello, hello. Qua nhậu rồi. Đây, để vô quay Út Thu coi. Út Thu mới bắt nồi bếp củi lên nè bạn. Út Thu đang ướp cá. Đây cá thu đâu? Cá thu gì? Cuối tháng sao mua cá thu chút ép nè. Đâu cá thu này, cá thu Nhật đó, cá thu. Cá thu Nhật hả? Ừ. Hàng gì thấy sao nó ốm và thòn kì? Cá thu thường ngày mình nhớ là nó bự lắm các bạn, nó lâu phải vậy. Cá thu đau. Cá thu đau hả? Ừ. Tên lại. Nhưng mà đi chợ cô nói là cá thu Nhật cái tên. Đây là cà chua thu bầm sẵn nè. Cà chua. Cà chua, hành, hành tím, tỏi. Đây cà. Ở cà đẹp quá trời ta. Cà chứ nhỏ nhỏ vậy. Cà chua bi. Cà chua bi hả? Ừ. Bây giờ có nhiều tên lạ vậy. Hồi xưa mình gọi cà chua tà tu mát gì đó không à. Mai Út Thu được nghỉ rồi. Bắt đầu là như đó được rồi, kho gì vừa ăn thôi. Để ai kho nhiều quá ăn bỏ qua ngay qua ngày ăn không ngon, hâm lại ăn không ngon. Quên bắt đèn hơi tối. Bữa nay em đi thăm bãi rắn là trời ơi, lúc mưa lúc nắng quái trời đậu luôn. Ôi, thấy sáng chỉ mưa âm tùm thôi. Ngồi đợi đợi xong thấy hết mưa bắt đầu chạy ra đi thăm thăm mới thăm được mấy cái mưa ao. Tấp vô quán xong hồi mưa ao, tấp vô quán hồi nắng lên thấy vậy ra thăm được chút. Quái, ngày mưa nắng thất thường quá. Hũ nước màu hiền thoại của mẹ mình. Hũ màu là mẹ mình đã thắng rồi, đậm lắm. Ở Bến Tre thì đa số người ta dùng nước màu bằng nước dừa khô thắng lại. Nhìn cà đẹp quá ha, đỏ. Cà chu bi này hình như ở miền ngoài chứ đâu miền Tây thì mình đâu có trồng. Mình trồng cũng được á. Hình như đâu thấy ai trồng đâu. Bữa anh Tom cũng cho mình giống mà chưa trồng đó. Có cà chua bi nữa đó. Vậy hả? Mà hình như ở miền Tây hình như mình không thấy ai trồng. Đi bãi rắn đâu thấy ai đâu. Gốc hành điện hồi để sao. Quên bắt đèn luôn. Hơi tối chút. Mẹ đâu nhờ mẹ bắt cái đèn. Ba mẹ mình cũng mới bọc ổi vô đó. Rồi ba mình qua bên kia nhậu à. Mới bọc ổi vô, mấy gà ổi bán cũng có giá cũng đỡ. 9.000 ký ổi nữ hoàng. Ổi mà 9.000 ký là bán ngon lắm bạn ơi. Mà không biết đâu được bao lâu đây không biết nữa. Nhà mình như mai mốt cắt. Ổi mà nhầm là làm vườn mà ổi mà được 9.000 ký là ngon lắm à. Thường thường có lúc 4.000, 5.000, 3.000 cũng có. Mà làm ổi này cực lắm. Làm tối ngày luôn, không có ngày nào nghỉ. Còn mình làm cây trái khác thì cái lúc có tháng làm, tháng nghỉ. Ngày làm ngày nghỉ, còn ổi thì thôi. Làm quanh năm suốt tháng, không có ngày nào nghỉ. Cá này nó cũng mau chín. Cá nó nhỏ mà nó mau chín, thịt mau chín. Xào. Ừ, cái nồi đất huyền thoại của Út Thu.
phu ướp nữa mà. Giờ ớt phu xào vậy cho nó xào cà chua hả? Ừ. Cá thu sốt cà nghe cũng ngon à. Được à. Mấy gãy đây trời mưa tới thăm bảy cực nhưng mà ăn cơm ngon. Trời mưa mưa mát mát ấy, ăn ngon lắm. Em bắt cái đèn giùm anh cái thôi, cầm mới quay nó bắt không được. Thôi sáng là tối quá. Không thu ra bắt bóng đèn các bạn. Sẵn quay sau giường rồi. Buổi chiều, cảnh buổi chiều hoàng hôn. Bây giờ xài cái motor nước nè, bơm thuốc nè bạn. Tiện, hồi xưa xài nguyên cái máy cu le bự lắm, ginh tới ginh lui quải luôn. Bây giờ có motor tiện lợi, ba mình nạt đường dây điện ba mình câu nè. Đó, đường dây xanh đó, câu thẳng ngay sau giường. Muốn tứ gì đó đem ginh cái này ra, bỏ lên cái xe rùa, đẩy ra ngoài bắt đầu ghim điện. Buồn chú già chuẩn bị chín rồi. Quá bự rồi, chắc nửa tháng nữa quá. Già ăn dễ mà ăn hết được. Cho hàng xóm ăn bớt. Nãy nào nó chập bá. Cái sò đài lon này nó đứt trái sao ta? Lâu quá không thấy trái nè. Thường ngày trái à, để mình quay các bạn xem này, mấy con gà lên cái nhãn các bạn. Đó bạn thấy cái nhãn tay mình chỉ nó đèn đèn nó mấy con luôn đó. cái chuồng chuột mình nuôi dưới á. Nó lên nó ngủ đó, trời ơi sáng thì cứt tùm lum hết trơn. Mấy cái nhãn thái, ở nhãn cho nó là nhãn da bò chứ, lâu lắm mà cái nhãn nó không 20-30 năm rồi đó, trái có kìa, ít. Đó nhà mình trồng nhãn da bò không. Sau này bán không có năng suất rồi bỏ. Trồng nhãn trồng ổi. Mấy gà giờ chưa vô ổ nữa. Mấy con vịt mình gà á, bây giờ bự bành kỳ luôn rồi. Vịt mình cưng lắm, vịt mình mua về á, rồi mình nhấp đâu được có một lần. Đó. Đang nghỉ lòng các bạn. Ủa sao có một con vậy ta? Ba con luôn hả? Chà chà tình hình căng à. À đây, đó lúc đầu lên kìa. Cưng không? Hai con đen, con trắng. Bành kỳ luôn nhớ, mấy bạn nhớ xem video mình thường xuyên các bạn thấy không? Mới đâu cái đây không lâu đâu, hai con nhỏ xíu vậy nó bự vậy rồi đó. Chuẩn bị đẻ. Nhanh thiệt chứ. Trời ơi, gà mái rượu gà trống. Ôi trời ơi, chạy tùm lum chưa. Gà trống thì ở đâu ta? Nhà mình đâu có gà nội. Không có nhà nào tới nè. Nhà mình với nhà bác Tư là không có nuôi gà nội, gà tre thôi à. Gà trống gà nội mà sao đâu ở đâu tới. Mấy gà lạ lạ tới nhà xíu đằng kia bạn, tới ăn ổi tùm lum chứ mổ. Vài bữa đợi nước lớn lớn chúng mình đặt chấm lương. Bữa đó ba mình ông đặt thử bốn chúm nè, mà chạy con chúm một. Ông bỏ đây nè. Chúm lương mình nhiều lắm, trong đây không là chúm lương lập lương đứng ngay khoảng 30 cái. Có 11 2 bao à. Chúm có lờ có. Vô quay Úc Thu à, Thu ơi. Chiên chưa? Cái nồi đất huyền thoại của Thu á, nồi đất này hồi đó mà Thu nó còn học ở dưới Cần Thơ các bạn. Đây cũng đem dưới làm nấu đồ ăn dưới. Sinh viên á, kho thịt. Giờ đem về đây kho đây, làm nhà. Thu đang phi tỏi lên. Ủa xong cái xe có ghe nào chạy ta? Đó, nghe tiếng máy không? Cái sông mình giờ cái xuồng chạy là hơi lạ lạ chú các bạn. Mà lâu lắm mới nghe được cái tiếng máy. Giờ ai cũng đi xe á cho thuận tiện á. Còn hồi đó thôi khỏi nói rồi, hồi đó toàn đi xuồng không. Giờ tôi để cà vô. Cà này chắc ngồi nó ra nước. Tôi bỏ cái cho con. Cá biển mà xốp cà cũng ngon lắm. Mà con cá thu này cũng như cái sống nước mặn của cá biển gì mà. Nó cá biển. Không mà hồi đó mình ở dưới quê mình gọi cá biển là con cá nó dài dài nhỏ nhỏ thôi á. Còn bây giờ cái này gọi là cá thu. Để tí đường
con mà nó ra nước nên em xách gì vậy? Ếch xuống kìa, em của Nghĩa. Ếch ơi, ếch à. Lực. Chậm lực, ở kia chậm Nghĩa. Nghe tên ghê không, hùng hồn không? Chậm Nghĩa, chậm lực. Hôm nay chậm lực bận đồ bikini hả? Binama, trời ơi tiếng Anh của mình là thứ dữ luôn đó các bạn. Đó, dễ thương không, cưng không? Bữa đó cái chú nào hỏi ở đây là ai ớ cưng ghê không? Cái chú nào không rước đi luôn đi, ẩm đi vẫn nuôi luôn đi đó, cười cười với lỡ bạn cặp chọc nhỏ chụp cô máy điện thoại cười không, cưng quá cưng cười cái coi, cười chú giác coi nè 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 cụm nè vậy có đặt khóa cụm đầu lắm, cụm vô cụm nó mê cái máy cái điện thoại à, ẩm chụp cụm đầu chụp cái điện thoại không à, biết không? Máy mới sinh không mà 4.6. Gì cười cái coi dễ thương kìa, già chất tuổi ở đây gọi là ông cụ non á, răng lúc nào cũng mọc trước người ta không à, mọc sớm lắm. Ừ cưng quá, giờ cà nó là chín, bắt đầu chín sơ rồi, giờ thu để cái vô. Mũi giờ này có mũi rồi. Cái nồi thu nhỏ quá, để cá vô đầy bít luôn cái nồi. Xèo. Mấy cái cà này hồi em bỏ sao hả Thu? Hả? Hay là không có bỏ? Bỏ, hồi em bỏ luôn. Bỏ vô luôn hả? Ba phái cà. Em để ít thôi chứ cái nồi em thấy cá vô nó với cái cà xốp đó nó đầy luôn à. Ừ. Ba không phải ăn cà trái kho lắm. Đó, ngồi đợi nó sôi lên em nêm nếm. À, vậy mình đợi nước sôi lên, sôi lại cho nó chín rồi bắt đầu Út Thu nêm nếm. Hành nhìn nồi đất này dễ thương của Út Thu nè, giờ Út Thu đổ hành cho kìa. Nhìn đẹp quá, cà vừa ngổ ha. Cái gì xíu xíu à. Hồi xưa nhà mình trồng cà chua nhiều lắm. Trái tròn với trái dài vậy nè. Hồi đó nhà mình làm gãy, bởi vì hình như cây trái cái rau củ gì nhà mình cũng làm hết. Đậu đũa, đậu xanh, đậu que. Bắp tùm lum hết. Đó, nhìn đẹp quá ta. Mình cũng phải ăn nguyên trái một trái vậy thôi. Cắn đã gì đâu. Ngọt hay hả? Cái gì ngọt? Cà. Cà mà ngọt. Cà ngọt ngay hả? Hù. Thật mà. Thu cà thì nó ăn sống ngon lành luôn các bạn. Rồi sẵn đây mình ra trước mình quay sơ cho bạn xem nha. Dứt sẵn mình. Hồi đó nhà mình là nhà sàn dưới sông á. Rồi sau này dưới sông nhận người ta không cho ở nữa mà, nó sợ nguy hiểm gì đó, nước ngập này nọ. Bắt đầu về lên trên. Mà nhà mình làm mấy lần luôn á, hồi đó ở ngoài đó. Mà lề đường á, xong rồi bắt đầu đẩy vô đây dưới sân. Cái sân này đó là cái nền nhà mình nè. Xong về vô, giờ này giờ làm nhà về vô trong nữa. Đó là cuộn lưới, cuộn lưới mình phải gắn, đang làm. Đang cắt được phần nửa cuộn. Cái này là mấy cái rau lục rau mát nè bạn, lục bình á. Cô Năm với cô Bảy mình cắt vô phơi. Mà cô Năm cô Bảy mình cắt phơi thành cọng khô mình bán người ta. Chứ không có đánh dây. Hồi đó cô Năm cô Bảy cũng có đánh dây á. Nhưng mà giờ dạng như không có thời gian các bạn. Đánh dây lâu lắm. Có chỗ người ta đánh thảm á. Cái thảm với cái này nọ ta để cho mấy cái nhà hàng giờ họ ưa chuộng lắm. Đó là cây nhãn nè. Cây nhãn lông huyền thoại của cô Năm mình. Cây nhãn nó không là tính ra khoảng ba mấy năm rồi đó bạn. Vậy mà có trái ra không? Nhãn này nhãn lông nè. Bây giờ ít có người nào mà trồng nhãn lông đó. Đó. Trái quá trời không. 30-40 năm đó. Nhánh nó bị chết. Con nhánh nhìn đó khô chết. Nhãn lông hồi xưa. Đây 30 năm có hơn rồi.
đó mà dây điện. Nè cái này mai, mai này mai tứ quý nè, mai lớn ra sâu dữ lắm, ba cũng xịt sâu mấy lần luôn á, quá trời sâu. Cái mai này là mai nó cái bông nó, mình nói chung mình không gành về cái kiển lắm mà cái bông này nè, đỏ vàng chứ nó không phải là dạng kiểu mà mai kia. Nói về mai cại cây kiển là mình bó tay. Mấy bông lan đẹp không? Củi mẹ mình mấy ngày nay gom quá, chặt ở sau vườn á, gom vô phơi vô khô. Đó là cái dây xương rồng á. Cái xương rồng đó trái đậu rồng chứ. Đậu rồng này trái mình kho ăn, chấm ăn hay xào mỡ sơ ăn ngon lắm. Đây bông đẹp không? Bông đẹp quá trời. Ô con gì vậy? Con mối gì? Này con quế. Giờ đợi cá nó chín ở khu mới để vô, cá chưa chín. Rồi nãy giờ khoảng 15 phút mà giờ cá đầu chín rồi nè. Ôi giờ ếch nhái đường kêu kìa, quá trời kêu kìa. Như quê nghe tiếng này buồn đa rủ ruột lủng ruột luôn á, nhưng mà xa quê mà không nghe được tiếng này thấy cũng nhớ quê. Mình thì dùng từ rủng ruột. Nè bạn nhìn hấp dẫn không, nhìn đẹp hấp dẫn, nhưng mà vấn đề là ngon hay không chứ, không ngon là mình chém úp thu bả xương luôn á. Từ từ chứ. Thơm quá. Nồi đất này giữ độ nóng tốt lắm, tốt hơn nồi nhôm. Hấp dẫn quá. Gốc củi này nấu ở đâu 2-3 nồi cũng chưa hết nữa. Gốc củi bự bự cháy lâu lắm. Mấy gốc củi đó mẹ mình mới tận dụng lại làm than thôi. Sao sao, nêm sao? Cái này tùy theo khẩu vị mỗi nhà khác nhau. Có nhà thì thích ăn hơi mặn mặn, có nhà thích ăn hơi lạt lạt, hơi ngọt ngọt. Mẹ mình mới muốn tạo nước gà sao lúa cho mấy vịt ăn. Tôm gà vịt đẻ còn đẻ không mẹ? Con vịt công nhận đẻ kinh khủng thiệt chứ. Cái năm chạy luôn, không ngưng mà. Con kia nó bị con chó ăn thịt không ơi, còn hai con ngon rồi. Vịt giờ con nào nó chập bá mà không phải như vịt hồi xưa. Đẻ trứng bự nữa. Đó, giờ xong rồi đó. Bây giờ Úc Thu múc ra dĩa ăn cơm. Bữa nay chỉ có mình với mẹ mình với Úc Thu thôi. Ba mình qua chí cốt rồi. Ở dưới quê thường làm việc xong rồi tới chiều rảnh là bắt đầu đi nhậu, chứ không có dặn như mình sống như thành thị hay là nước ngoài thì có khi rảnh thì uống cà phê. Còn dưới quê thì ít khi nào có uống cà phê lắm hả? Chủ yếu là nhậu uống nước trà được không? Mà nước trà thường thường tao uống buổi sáng, nhậu buổi chiều. Thu vậy đang rút ra dĩa, múc ra dĩa ra. Múc nhẹ chừng con cá nó dễ bị gã lắm. Giờ cũng đâu cũng 7 giờ à, 7 giờ mấy à, nó bụng quá. Gắn không mang chúa mình khoảng nửa tháng nay ở ngoài nhà mãi á, tại vì bệnh đó mà cũng gần bác sĩ á, rồi mãi chữa bệnh dễ hơn tiện. Chắc cũng khoảng tháng hay gì đó hết bệnh rồi bắt đầu mới về. Ba mình cũng rảnh rảnh là cũng ra sao vừa cũng gài mấy con chuột mà ăn ổi quá trời luôn, vừa có chuột để ăn mà vừa đỡ bị phá ổi. Ba mình gài dính cục cống bự bự hoài à. Mà mình biết sao, mỗi lần mình đi quay phim với ba mình hay sao là toàn là dính cục tơ không à, cơm không à. Mà bữa nào mình không quay phim thì là ba mình lại dính đặt dính cục cống. Hồi đó mình gài cục cống nhiều lắm á. Hồi đó vườn mình nó sáo thôi. Cái vườn gặm chắc nó thu chắc không biết gành đó. Bây giờ cũng gặm mà.
Hoài đâu em không biết rồi, hồi xưa vườn sáo là không có trồng cây trái gì luôn á, toàn là sậy không, sáo con đất các bạn, mà bỏ hoang luôn á, sậy tùm luôn mà. Trời lúc đó chuột cống quá trời luôn, con nào nấy nó bự. Lúc đó mình ra ngoài về ngoại mình á, mượn mấy gặp có thăm mình là ổng cho mình mấy cái về gài. Lên ăn cơm thôi. Giết ăn không nổi luôn, quá trời chuột. Lên ăn Rồi. cơm. Đây rồi ra khu múc ra dĩa nè, nhìn đẹp ha. Vấn đề biết ngon hay không nữa. Thơm quá. Trời trời đang thời tiết đang lạnh lạnh ăn cái này thôi còn gì bằng. Ăn mấy món mà nóng nóng là ăn ngon lắm. Trời lúc mà trời mát mát. Còn trời nắng ăn món mà nóng quá cũng không ngon. Rồi bây giờ dọn lên chiến đấu thôi. Mời cả nhà có ăn cơm cùng gia đình mình nha. Ba mình bữa nay có độ rồi. Không ăn những tiền ngộ thôi. Tiêu tại anh phải ăn với một dịch lỗ. Cá này sống ở vùng biển của Nhật gọi là cá thun Nhật. Ngọc địa lý giỏi hay ớt không? Đức địa dùng đạn gì mà muốn mà càng khó quá ha. Mặt mới gì đâu cho mình không cần vàng nói bầu bự rồi
Nghe mấy cái này mấy ngày nó ngửi xíu rồi. Trời rồi, mưa nước nó màu lớn. Nước đầy đủ nó màu lớn rồi ra coi. Hồi sáng ra coi. Dài vậy nè. Ừ. Cái còn nó dài lắm, như nó không đủ không? Thôi, ăn gì vừa ăn thịt ăn được rồi để già đó. Không ngon. 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 Già mơ ra coi đủ. Mà mẹ nói. Làm già tưởng có này rồi. Đọt tầm nắp lại luôn, đọt bận luôn, chết chết. Chết chăng của mọi người. Nó hấp rồi. Chết gì? Này hấp kia là nó không lắm. Đầu thấy quá là luộc, em cắm cũng ngon. Ta đâu có biết đâu. Tại vì ta có một cái mũi, ta đâu biết ăn hẳn không. Nghe anh tụng đi kiếm một đọc bận luộc. Nói gì dòng chứ mà đọc mát. Mà đi kiếm mà không biết đọc bầu. Thế bạn nghe ba nói cái này đọc quên. Đọc bầu, bà không tin đọc bầu. Đang hơn mà ai nói đọc nhốt á. Nước chứ giờ nước nó nước rồi, nước nó ớt. Đọc bầu nó mọc hồi hồi. Hàng nghiệp cũng ghê. Mình cũng xin kết thúc video đây. Chúc các bạn xem video khỏe nha. Ai nói gì nói với Úc Thu rồi, cứ ăn là cứ ăn thôi. Chào mọi người nha.